Và như quý vị đã biết thì cái huyết khối động mạch phổi là một cái tình trạng bệnh lý tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thì tại Mỹ thì đây là nguyên nhân gây tử vong phổ biến thứ ba. Thế thì về mặt chẩn đoán thì các anh chị đều rất quen thuộc với cả cái chụp cắt lớp vi tính đa dãy một mức năng lượng. Thì hiện tại thì cái chụp cắt lớp vi tính này tôi coi nó được gọi là một cái tiêu chuẩn gần như là tiêu chuẩn vàng trong cái chẩn đoán. Hiện tại nó thay thế hoàn toàn cái chụp cái DSA, cái chẩn đoán cái tác động mạch phổi, do cái chất lượng hình ảnh ngày càng được nâng cao, các thế hệ cắt lớp vi tính đa dãy ngày càng phát triển. Thứ hai, một vấn đề nữa đó là cái phơi nhiễm với cả cái tia X nó càng ngày nó sẽ càng giảm đi. Chúng ta có thể đánh giá được cái mức độ huyết khối cũng như là cái độ nặng của cái nhồi máu phổi. Thì đây là cái ví dụ minh họa, chúng ta thấy là trên cái cắt lớp vi tính đa dãy chúng ta có thể dựng hình và chúng ta có thể tái tạo được cái toàn bộ cái cây động mạch phổi từ cái thân trung cho đến những cái nhánh rất nhỏ ở cái hạ phân thủy. Ngoài ra thì cái chụp cắt lớp vi tính đa dãy chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể tái tạo, nó là ảnh cắt ngang, là ảnh gốc, sau đó chúng ta có thể tái tạo các bình diện khác nhau, chẳng hạn là đứng dọc và đứng ngang, để chúng ta phát hiện, chúng ta chẩn đoán được cái huyết khối động mạch phổi, chúng ta tìm được những cái huyết khối nhỏ ở cái nhánh hạ phân thủy. Thế thì với cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng thì thế nào? Thì hiện tại thì cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng chúng ta, ngoài cái việc chúng ta đánh giá được cái huyết khối động mạch phổi, tức là dấu hiệu trực tiếp, thì chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng từ máu nhu mô phổi dựa vào cái bản đồ iốt, có thể giúp cái cung cấp hình thái và chức năng phổi ở trong một cái thì tiêm thuốc, và xét về mặt hiệu quả chẩn đoán thì nó cao hơn, đặc biệt là trong những trường hợp mà chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt. Thế sơ lược một chút về cái nguyên lý của cắt lớp vi tính hai mức năng lượng thì các anh chị biết là mỗi cái loại vật chất nó có mức hấp thu năng lượng khác nhau, và thường là chúng ta thấy là hai cái mức 80 kV và 140 kV nó tạo ra sự chênh lệch lớn nhất giữa các cái mức hấp thu năng lượng và thường được sử dụng nhiều nhất. Và anh chị biết là cái cắt lớp vi tính một nguồn năng lượng thường là chúng ta sử dụng là 120 kV. Đấy, và cái mức hấp thụ năng lượng khác nhau nhiều nhất là mỡ, iốt, tức là cái thuốc cảm quang ấy, và mô cơ quan. Thế thì một sơ lược một chút về các hệ thống hai mức năng lượng thì nó có thể là nguồn kép, nó bao gồm là hai cái nguồn phát tia khác nhau đấy, hoặc là nguồn đơn nhưng mà chuyển đổi cái KVP nhanh chóng, hoặc là nguồn đơn nhưng có nó có hai lớp đấy, bao gồm một cái lớp là nguồn đơn, hai cái mức năng lượng nó khác nhau. Đây, hình bên phải cho thấy một cái hai hệ thống bóng với KV thấp và KV cao, thì với hai cái detector khác nhau chúng ta có thể thấy là cái hình ảnh cái mức độ tập trung iốt nó khác nhau, nó tùy thuộc vào cái tỷ trọng của điện áp. Có nghĩa là với 80 kV cái tỷ trọng nó khác và với 140 kV tỷ trọng nó khác. Về cái kỹ thuật xử lý và tái tạo ảnh thì đây là một nhóm các cái hình ảnh. Đấy, các anh chị biết là đây là một nhóm các hình ảnh ở trong cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng. Trong đó chúng ta tập trung chú ý ở cái nhóm số 3. Đó là khi chúng ta bỏ iốt đi thì chúng ta thấy là chúng ta có cái gọi là cái cắt lớp vi tính không tiêm thuốc ảo. Sau đó chúng ta phủ màu vào và chúng ta được cái hình ảnh gọi là hình ảnh cắt lớp vi tính hai mức năng lượng. Thế thì đối với cả cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng, ngoài chúng ta cái việc là chúng ta bỏ iốt đi chúng ta được cái hình ảnh trước tiêm ảo, hoặc là chúng ta phủ iốt vào chúng ta có cái bản đồ iốt, thì chúng ta có cái tái tạo gọi là đơn năng lượng ảo từ 40 cho đến 200 keV. Trong đó thì cái giải năng lượng 40 keV là nó gần với cả cái giải năng lượng của iốt nhất. Chính vì vậy mà cái độ thuốc cảm quang nó cao nhất. Thế thì chính vì vậy người ta ứng dụng là với những tình huống mà bệnh nhân ấy, suy thận chẳng hạn, nếu mà sử dụng ít thuốc cảm quang thì chúng ta sẽ tái tạo ở cái KV nó thấp. Tiếp theo tôi xin đi đến cái vai trò của cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng thì trong chẩn đoán phân biệt, và cụ thể là phân biệt giữa cái huyết khối động mạch phổi và cái sắc cô mạch. Cái thứ ba là cái chẩn đoán mức độ và đưa ra các yếu tố tiên lượng. Và cuối cùng là cái hai mức năng lượng trong cái huyết khối động mạch phổi mãn tính. Thứ nhất là chẩn đoán thì chúng ta thấy là ngoài cái dấu hiệu trực tiếp là huyết khối thì chúng ta có thể đánh giá được cái vùng khiếm khuyết tới máu nhu mô. Từ đó chúng ta có thể đánh giá được cái bản đồ tới máu cũng như là định lượng được cái vùng khuyết tới máu.
Thì đây là ví dụ minh họa một cái trường hợp mà có cái huyết khối động mạch phổi, tức là cái dấu hiệu trực tiếp. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là có cái vùng khiếm khuyết tới máu ở đây. Đấy là một cái vùng khiếm khuyết tới máu sau cái vị trí của cái huyết khối động mạch phổi. Thế thì về mặt chẩn đoán chúng ta thấy là đối với cả cái cắt lớp vi tính hai nguồn năng lượng thì cái chất lượng hình ảnh nó được gia tăng ngay kể cả với một lượng thức nhỏ của thuốc cản quang. Chính vì vậy mà trong những tình huống mà với cái cắt lớp vi tính một nguồn năng lượng, bệnh nhân chẳng may bệnh nhân bị suy thận chẳng hạn, chúng ta chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ thuốc cản quang, chúng ta vẫn có thể chẩn đoán được cái tắc động mạch phổi. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể là định lượng được cái vùng khiếm khuyết tới máu. Thì đây là ví dụ minh họa một cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái hình ảnh bên trái là một cái cắt lưu tính là một nguồn năng lượng. Chúng ta nhận thấy là trường hợp này sử dụng cái thuốc cản quang, do cái tình trạng bệnh nhân suy thận, chúng ta phải sử dụng ít thuốc cản quang. Chính vì vậy mà cái huyết khối nhìn nó khó hơn. Khi tái tạo cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng ở cái giải KIV thấp, ở đây cụ thể là 60 KIV, thì cái chất lượng hình ảnh nó tốt hơn. Và chúng ta có thể thấy ở đây là chúng ta thấy được cái huyết khối của cái nhánh phân thủy của phổi dễ dàng hơn. Thì đây là một cái nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Mai. Nghiên cứu này nhỏ thôi, thì trên 21 bệnh nhân và sử dụng máy Siemens 128 dãy. Thế thì cái nghiên cứu này đưa ra một cái kết luận là gì ạ? Chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng là tăng cái tỷ lệ phát hiện thêm 4,1% huyết khối. Đây là các cái huyết khối nhánh hạ phân thủy so với cả cái chụp cắt lớp vi tính thông thường. Do lý do là gì ạ? Do là những cái trường hợp mà huyết khối rất nhỏ ở hạ phân thủy, đôi khi trong cái quá trình làm việc và trong cái quá trình chẩn đoán thì người bác sĩ người ta bỏ sót những cái tổn thương nhỏ nếu mà chỉ dựa vào cái dấu hiệu trực tiếp. Chính vì vậy mà người ta dựa vào cái dấu hiệu gián tiếp, đó là người ta nhìn thấy cái vùng khiếm khuyết tới máu, từ đó người ta lần ngược lại những cái huyết khối nhỏ ở trong hạ phân thủy. Một cái vấn đề thứ hai đó là chẩn đoán phân biệt. Thì cái chẩn đoán phân biệt là người ta đặt ra cái chẩn đoán phân biệt với cái sắc cung động mạch phổi. Cái này đương nhiên là rất là hiếm gặp. Tuy nhiên thì với cái sắc cung động mạch phổi khi mà chúng ta phát hiện sớm thì cái tiên lượng nó sẽ rất là tốt. Còn trong những tình huống muộn, khi muộn rồi thì cái việc chẩn đoán sắc cung động mạch phổi với cái huyết khối động mạch phổi nó không khó nữa. Bởi vì khi mà nó đã có những cái dấu hiệu như là đẩy lồi thành mạch hay là xâm lấn xung quanh thì lúc đấy chúng ta không cần chẩn đoán phân biệt nữa, mà chúng ta chỉ chẩn đoán phân biệt trong cái giai đoạn sớm. Thế thì cái vai trò của chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng đó là gì ạ? Chúng ta bộc lộ được cái tổn thương và chúng ta dựa vào cái dấu hiệu chính, đó là cái định lượng độ tập trung iốt. Thế thì trong cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng thì chúng ta thấy là cái độ tập trung iốt càng cao, chứng tỏ nó là gì ạ? Nó là sắc côm chứ không phải là huyết khối. Thì đây là ví dụ minh họa rất là cụ thể. Đây là một cái trường hợp mà khi trên cái cắt lớp vi tính thông thường, hình ảnh bên trái đấy ạ, thì rõ ràng là gì ạ? Nếu chỉ dựa vào dấu hiệu này thì chúng ta chưa chắc chúng ta đã chẩn đoán được đây là huyết khối động mạch phổi hay đây là sắc cung động mạch phổi. Tuy nhiên, dựa vào cái hình ảnh bản đồ iốt ở hình giữa này thì chúng ta nhận thấy là cái mức độ tập trung iốt của nó là khoảng 2,6mg trên ml, và ở đây chúng ta có quyền chẩn đoán đây là cái sắc cung động mạch phổi. Và cái hình ảnh PET CT bên phải cũng ghi nhận tổn thương u và có di căn hạch ở cạnh khí quản. Cái vấn đề thứ ba đó là đánh giá mức độ nặng và cái yếu tố tiên lượng bệnh. Thì đầu tiên là cái vai trò của nó là trong cái đáp ứng của việc điều trị, đúng không? Thứ hai là đánh giá mức độ nặng, chúng ta dựa vào những cái thang điểm cũng như là chúng ta dựa vào cái vùng khiếm khuyết tưới máu trên cái toàn bộ cái thể tích tưới máu của phổi. Đấy. Ngoài ra thì các cái dấu hiệu khác thì chúng ta thấy là chúng ta có thể đánh giá tương tự như trên chụp cắt lớp vi tính thông thường, đó là tình trạng tăng gánh thất phải chẳng hạn, vân vân. Thì đây là một cái view minh họa một cái trường hợp là nếu mà chỉ dựa vào cái cắt lớp vi tính thông thường, đây dãy hàng trên là cắt lớp vi tính thông thường, thì chúng ta nhận thấy là sau khi điều trị bằng heparin 5 giờ ấy, thì rõ ràng là cái dấu hiệu huyết khối động mạch phổi nó chưa cải thiện đó. Trên hình chúng ta chưa nhìn, chúng ta chưa biết được là cái đáp ứng điều trị thế nào. Tuy nhiên trên cái bản đồ iốt thì rõ ràng là giữa một cái gì ạ, sau khi điều trị bằng heparin thì cái vùng khiếm khuyết tưới máu rõ ràng nó giảm đi rất nhiều. Do vậy chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta thấy là dựa vào cái bản đồ iốt là chúng ta có thể đánh giá được cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân. Đây là ví dụ minh họa một trường hợp khác. Đây là một trường hợp bệnh nhân nó có cái huyết khối động mạch phổi cấp tính và có cái vùng khiếm khuyết tưới máu cả hai bên phổi. Và từ đó người ta có thể đánh giá, người ta tính được cái bản đồ
đo thể tích vùng khiếm khuyết tùy máu so với cả toàn bộ cái thể tích của phổi. Ở đây cụ thể ở đây chiếm là 10,24%. Một vấn đề nữa đó là cái vai trò của cắt lớp vi tính hai mức năng lượng với cái huyết khối động mạch phổi mãn tính và cái tăng áp động mạch phổi do cái huyết khối động mạch phổi mãn tính. Thế thì đối với cả cái huyết khối động mạch phổi mãn tính, chúng ta nhận thấy là nó là cái cục huyết tắc tổ chức hóa theo thời gian, kéo theo là cái sự thay đổi về mặt huyết động và dẫn đến là cái tăng áp lực động mạch phổi mãn tính và dẫn đến suy tim phải. Trong những trường hợp như vậy thì cái phẫu thuật là ưu tiên cần được đặt ra. Thế thì trên chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng là chúng ta dựa vào cái chụp cắt lớp vi tính gọi là hai pha, tức là chúng ta chụp một cái pha động mạch và chụp một cái pha tiếp theo gọi là pha muộn. Và dựa trên một cái nguyên lý là gì ạ? Trong những cái tình huống là gì ạ? Huyết khối động phổi mãn tính thì bao giờ nó cũng có cái tăng tùy máu nhu mô ở tùy muộn. Đấy. Và từ đó là chúng ta sẽ dựa vào cái dấu hiệu như vậy để chúng ta phân biệt đây là huyết khối cấp tính hay đây là huyết khối mãn tính. Đây là ví dụ minh họa một cái trường hợp bệnh nhân 60 tuổi có cái huyết khối động mạch phổi mãn tính. Huyết khối ở thân động mạch phổi phải và trái. Sau tiêm thì chúng ta nhận thấy là có cái vùng khiếm khuyết tưới máu trên bản đồ tưới máu và bản đồ màu. Ở cái thì muộn thì chúng ta nhận thấy là cái vùng khiếm khuyết có ngấm thuốc rải rác hình bên phải do cái hình thành cái tuần hoàn mạng hệ đến cấp máu. Đây là ví dụ khác rất là cụ thể. Chúng ta nhận thấy là hàng trên đó là một cái trường hợp mà huyết khối động mạch phổi cấp tính, thì chúng ta nhận thấy là ở cái thì gọi là cái độ tập trung iốt, chúng ta đo cái độ tập trung iốt ở cái vùng khiếm khuyết tưới máu, chúng ta nhận thấy là ở cái thì động mạch và cái thì muộn là cái mức độ thay đổi về cái tỷ trọng iốt là hầu như là không nhiều, tỷ lệ thay đổi này chỉ khoảng 26%. Còn trong cái trường hợp mà huyết khối động mạch phổi mãn tính ở hàng dưới, chúng ta nhận thấy là cái tỷ lệ thay đổi cái tỷ trọng iốt ở trong cái phần nhu mô phổi sau vị trí huyết khối là nó thay đổi rất nhiều. Thì đây là chính là một cái để giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt được đây là huyết khối động phổi cấp tính hay là mãn tính. Đấy. Còn trên cái trường hợp là rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ dựa vào dấu hiệu trực tiếp là chúng ta khá là khó phân biệt được đây là cấp tính hay đây là mãn tính. Một vấn đề nữa đó là trong những trường hợp huyết khối động mạch phổi mãn tính thì nó có cái tăng áp động mạch phổi do cái huyết khối mãn tính. Nó chỉ chiếm khoảng 2-4% các trường hợp huyết khối động mạch phổi cấp tính thôi. Tuy nhiên nó sẽ dẫn đến một cái là cái outcome cuối cùng của nó là dẫn đến suy tim phải. Và trên cái hình ảnh của cái huyết khối tăng áp động mạch phổi do huyết khối động mạch phổi mãn tính, chúng ta nhận thấy là có cái hình ảnh gọi là hình ảnh loang lổ giữa cái vùng tưới máu là và cái vùng khiếm khuyết tưới máu. Nó cái hình ảnh cái bản đồ iốt nó rất là loang lổ. Đấy. Ngoài ra thì cái cắt lớp vi tính ngoài cái việc chẩn đoán ra, chúng ta nhận thấy là nó còn có cái vai trò trong cái đánh giá cái đáp ứng điều trị sau cái tăng áp động mạch phổi do huyết khối động phổi mãn tính dựa vào cái dấu hiệu là nó cải thiện tưới máu. Đây là ví dụ minh họa một trường hợp nữ 74 tuổi có cái huyết khối động mạch phổi mãn tính ở hàng trên. Đấy, thì sau khi bệnh nhân điều trị, bệnh nhân lấy được huyết khối ra thì chúng ta nhận thấy là trên cái bản đồ iốt rõ ràng là cái vùng khiếm khuyết tưới máu đã được cải thiện rất nhiều. Thì đấy là cái chính là cái vai trò của cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng. Một vấn đề nữa đó là gì ạ? Cái chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng này liệu nó có gây phơi nhiễm nhiều hơn so với cắt lớp vi tính một nguồn hay không? Thì đương nhiên là có, đặc biệt là trong những tình huống là chúng ta phải chụp làm hai pha. Đây là ví dụ minh họa, chúng ta nhận thấy rõ ràng là cái cắt lớp vi tính liều tiêu chuẩn chỉ khoảng 2,7 millisievert thôi. Trong khi đó nếu mà chúng ta chụp cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng với hai lần phát tia khác nhau thì rõ ràng là cái liều tiêu cao hơn. Tuy nhiên hiện tại thì các cái thế hệ máy cắt lớp vi tính càng về sau người ta càng có xu hướng là gì ạ? Người ta sử dụng những cái kỹ thuật, những cái phương tiện, cái công cụ để làm sao để giảm được cái liều tia. Làm sao nó cho nó gần như tiệm cận với cắt lớp vi tính một nguồn năng lượng. Thế thì về mặt quy trình thì sao? Làm sao mà chúng ta biết đâu là cái quy trình chuẩn để đánh giá trên cái cắt lớp vi tính hai mức năng lượng? Thế thì hiện tại thì nó chưa có một cái khuyến cáo nào, chưa có một guideline cụ thể nào để nói là cái này là kỹ thuật chuẩn. Đấy. Chính vì vậy mà người ta chỉ khuyến cáo trong một số các cái lưu ý như sau. Ví dụ chẳng hạn là chúng ta sử dụng cái điện áp thấp. Thứ hai là sử dụng cái thuốc cản quang có cái độ tập trung iốt cao. Thứ ba là chúng ta
có thể sử dụng các cái kỹ thuật về cái test thuốc, kỹ thuật test thuốc gọi là bullet checking. Đấy. Hoặc là chúng ta có sử dụng cái hướng cắt từ dưới lên trên. Đấy, đấy là một số các cái khuyến cáo như vậy. Một vấn đề nữa là các cạm bẫy liên quan đến cái chẩn đoán. Đương nhiên rồi, kỹ thuật nào nó cũng có nhược điểm của nó. Thế thì đối với cả cái các lô vi tính hai nguồn năng lượng, đầu tiên cái bản đồ iốt thì sao? Cái bản đồ iốt này nó chỉ có ý nghĩa chứng minh sự hiện diện thành phần thuốc cản quang chứa iốt trong nhu mô phổi mà không phản ánh được tình trạng từ máu thực sự. Đây không phải tình trạng từ máu thực sự mà nó chính chỉ là cái bản đồ phủ của iốt thôi, tức là kiểu thuốc cản quang thôi. Thứ hai là với các lô vi tính hai nguồn năng lượng chúng ta nhận thấy là nó sẽ có những nhiễu ảnh của nó, đặc biệt là những cái hiệu ứng vệt quanh các xương sườn này, vật liệu kim loại này, hoặc là những cái vùng quanh các cái mạch máu có cái độ tập trung nồng độ iốt cao. Đấy, hoặc là các vị trí giải phẫu dễ nhiễu ảnh như là tĩnh mạch chủ trên này, buồng tim, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân nó không được nhịn thở, nó không được tốt lắm. Đấy, và nó sẽ dẫn đến những cái gọi là dương tính giả. Ví dụ chẳng hạn là những cái vùng đông đặc dạng phế nang hoặc nhiễu ảnh, hoặc là âm tính giả. Âm tính giả có nghĩa là trường hợp là có huyết khối nhưng mà lại không có cái vùng khiếm khuyết tới máu trên cái bản đồ iốt. Đây là một số ví dụ minh họa. Chẳng hạn hàng trên chúng ta nhận thấy là trong trường hợp giãn phế nang chẳng hạn thì nó cũng có cái vùng khiếm khuyết tới máu như thế. Nhưng khi quay lại cái hình ảnh thông thường thì chúng ta nhận thấy đây chính là một hình ảnh của giãn phế nang mà thôi. Hoặc là ở dưới là chúng ta nhận thấy là đặc biệt trong những tình huống mà khi mà chúng ta sử dụng thuốc cản quang, trong cái kỹ thuật chụp của chúng ta sử dụng thuốc cản quang nó không tốt và cái thuốc nó tập trung ở trong cái gì ạ? Tĩnh mạch chủ trên, đây là tĩnh mạch chủ trên, hoặc ở trong buồng tim phải, thì lân cận ở đấy nó sẽ dẫn đến những cái nhiễu ảnh dạng vạch, các cái nhiễu ảnh dạng vạch lân cận đấy, và chúng ta nhầm đây chính là cái vùng khiếm khuyết tới máu, đúng không ạ? Hoặc là trong những trường hợp bệnh lý, đây chẳng hạn đây là một cái tổn thương không phải là nhồi máu phổi mà đây chỉ là một cái vùng đông đặc, tổn thương viêm đông đặc ở phổi thôi. Hoặc cái trường hợp này rõ ràng là gì ạ? Trên dấu hiệu trực tiếp là chúng ta thấy có huyết khối bán phần, nhưng làm sao ạ? Chúng ta nhận thấy là gì ạ? Ở phía sau chúng ta không thấy cái vùng khiếm khuyết tới máu. Đặc biệt trong những trường hợp mà huyết khối bán phần ở nhánh hạ phân thủy thì thường sẽ không có các cái vùng khiếm khuyết tới máu phía sau. Đây là ví dụ minh họa một cái trường hợp mà bệnh nhân sau phẫu thuật cắt lách và một phần đuôi tụy rút cái catheter tĩnh mạch ngày thứ 5 sau đặt thì chúng ta thấy là gì ạ? Trên hình ảnh minh họa chúng ta nhận thấy là hình ảnh X quang có hình ảnh của cái catheter đây và chúng ta trên hình ảnh ở phổi, cái hình ảnh thông thường ấy, chúng ta nhận thấy là có những bóng khí nhỏ, đấy, bóng khí nhỏ ở trong cái nhánh động mạch phổi. Đấy. Và tương ứng với nó là một cái vùng khiếm khuyết tới máu ở đây. Thì đây là một trường hợp mà không phải do huyết khối, mà cái này là gì ạ? Do khí ở trong lòng mạch. Đấy, do khí trong lòng mạch. Đấy. Thì đây là cũng là một cái trường hợp chúng ta cần phải lưu ý. Thế để kết luận lại, chúng ta nhận thấy là gì ạ? Cái chụp cắt lơ vi tính hai mức năng lượng, nó là một cái phương pháp chẩn đoán hữu ích trong cái chẩn đoán huyết khối động mạch phổi. Nó góp phần đánh giá cái mức độ trầm trọng và đưa ra cái yếu tố tiên lượng bệnh. Thì hiện tại thì với cái sự chuẩn hóa về mặt quy trình, sự ra đời của các thế hệ máy, càng ngày các cái thế hệ máy nó càng phát triển nhiều hơn, thì nó sẽ góp phần làm giảm bớt được những cái được gọi là những cái fault technique, những cái bẫy ảnh và khắc phục được những yếu tố gây nhiễu trong chẩn đoán. Đấy. Và hiện tại thì tuy nó chưa phải là một phương pháp chẩn đoán được áp dụng thường quy, hiện tại bây giờ ở tất cả các cơ sở y tế chúng ta nhận thấy là đều sử dụng cái cắt lớp vi tính phổi đa dãy thường quy thôi. Tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy nó có thể được xem là một phương pháp thay thế, làm tăng độ chính xác và có thể được áp dụng với những cơ sở y tế mà có những cái chuyên môn mà chúng ta có thể thực hiện được kỹ thuật này cũng như chúng ta có thể chẩn đoán được. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đồng nghiệp.